Alo, Yến Nhi hả? Yến Nhi ơi. Dạ em nghe chị. Hôm nay tự nhiên cái chị thấy hình như là cũng sáng của bên Yến Nhi, chị cũng canh canh, chị gọi chị Yến Nhi thì thôi mà hôm nay cứ toàn là nói chuyện với Yến Nhi xong xuôi rồi nói đã đời cái cuối cùng mới chào khán giả không à. Thôi nay là sửa sửa sai. Thì bây giờ hả, lời đầu tiên hả là bà Chắc Cà Đao xin hả kính chào quý khán giả của kênh Yến Nhi, kính chào đồng mà cộng đồng mạng, chào các cô chú, các bác, các cô, các dì, các chú, các anh chị em, các bạn bè, các cháu thân thương, các khán giả dễ thương của Yến Nhi, lời chúc một buổi sáng của thứ bảy hay chủ nhật cưng, Nay thứ bảy chị. một buổi sáng thứ bảy, một buổi sáng cuối tuần thật là an lành và sức khỏe dồi dào. Rồi thì hôm nay chị cũng muốn nói với Nhi chút xíu gì đó nè, tại vì mấy bữa nay cũng lu bu quá cho nên cũng không có gọi Nhi để nói chuyện, phụ nữ mà bận rộn đúng không cưng. Thì bữa chị cũng nghe cái anh gì đó, cái anh gì đó ơi, cái anh gì đó à, cái anh gì đó ơi ơi, cái anh là cái kênh gì mà dễ thương mà người ta kêu sửa lại không chịu sửa đó, là cái gì gọi là bất thủ thủy gì đó. Nghe mà Chắc Cà Đao nói chuyện chút nha, ghé qua Yến Nhi chút nha, để bà Chắc Cà Đao tâm sự với lại anh thầy pháp một chút xíu nha. Anh thầy pháp kỳ quá à, bà Chắc Cà Đao đâu có lên chửi bới gì đâu mà sao anh thầy pháp chửi bà Chắc Cà Đao dữ vậy. Rồi nào rồi bây giờ còn sửa tên là thành bà Yamaha nữa chứ. Yamaha hả, hình như là hài kịch người ta nói Yamaha nhưng mà thêm dấu vô nữa là Yamaha đúng không? Không biết bà Chắc Cà Đao này ham cái gì nữa à, mà cái anh thầy pháp nói bà Chắc Cà Đao hả là Yamaha, ham gì nói ra đi cho bà Chắc Cà Đao biết chứ hả. Bà Chắc Cà Đao hả là khán giả chỉ thích đó hả, là nói thiệt chỉ thích là giống như những gì người ta không hiểu, những gì người ta nói sai, những gì người ta nói là kêu bằng ngược chiều thì hả bà Chắc Cà Đao này phân tích giải thích để cho hiểu nhau tích cực hơn, chứ con người mà đấu đá nhau làm gì đúng không, nhất là khán giả mà người làm YouTube mà đi đấu đá với khán giả nó không có hay, mà khán giả thì không bao giờ dám lên chửi YouTube, tại vì cái YouTube á mỗi người có một cái nghề nghiệp, mỗi người một có một cái công chuyện, một cái công việc, lúc nào cũng đem đến cái sự mà hả vui vẻ, có mở mang trí thức, có đủ thứ vân vân và may may đó. Thành ra là bà Chắc Cà Đao thấy ai cũng hay hết, thông minh lắm luôn á, mới làm YouTube đó, là làm cho khán giả biết được chuyện này, biết được chuyện nọ, biết được chuyện thế giới đó đây, biết được chuyện đi du lịch, biết được chuyện của xã hội, biết được chuyện từ thiện và biết được chuyện những gì người làm từ thiện mà ăn chặn từ thiện đúng không, và biết được những người làm có tâm và người không có tâm, và biết được những người nói thật và biết được những người nói vì tiền. Cho nên bà Chắc Cà Đao nói đâu có đụng chạm gì đâu, chỉ nói lên những gì ví dụ như bây giờ thầy pháp nói ngược ngược đãi ngược về cái gia đình của Phượng thì bà Chắc Cà Đao hiểu làm sao nói vậy thôi, chứ có đâu mà anh thầy pháp nặng lời quá, nỡ nào chửi bà Chắc Cà Đao. Dù sao thì bà Chắc Cà Đao cũng là khán giả của anh thầy pháp mà. Đúng không? Tốt xấu gì cũng là khán giả thì mình cũng phải tôn trọng. Mình sống thì mình phải thực tế, phải có tốt, phải có xấu, phải có đúng, phải có sai, đúng không? Chứ không lẽ giờ mình dành mình là tôi YouTube thì mình nói đúng, còn khán giả thì nói sai hay sao? Mà hãy nói tới thì lại là lôi chửi, là chó này chó nọ. Bây giờ bà Chắc Cà Đao hỏi anh thầy pháp nha. Anh thầy pháp có phải là con người không? Trong cái con người đó đó, anh thầy pháp là con hay là người? Nếu mà anh thầy pháp trả lời á mà được á, nếu là con bà Chắc Cà Đao trả lời theo cái cách con, mà nếu mà anh thầy pháp nói anh pháp là người á
thì bà chắc cà đao trả lời theo cái cách làm người. Thì bây giờ hả, bà chắc cà đao cũng là con người, hai cái nó có song đó, nó có song song với nhau hết, mà tùy theo chuyện. Chuyện có lúc cũng nên làm con, mà chuyện có lúc cũng phải làm con là người. Cho nên vừa con với vừa người nó mới đi đôi với nhau. Thí dụ như bây giờ nè, tự nhiên cái chửi bà chắc cà đao chó, chửi như hả Nhi là chó, chửi như người lớn tuổi, chửi phụ nữ mà chửi như vậy sao thấy nó kỳ quá. Đã bà chắc cà đao hả khuyên là hả sửa lại cái kênh đi, lấy cái tên là cái anh gì đó, nếu mà tên thật của mình là tên gì, tên gì không biết, ví dụ như đẹp xấu gì cũng tên cha mẹ đặt, thì mình lấy cái kênh đó mình sống ở cái bang nào thì mình để ra cái bang đó thì nó phải dễ thương vô cùng không, đúng không? Tại sao lấy cái tên gì mà kỳ cục, rồi xong số khán giả hả yêu cầu hả giống như sửa lại tên, cái tự nhiên cái giận à, giận rồi cái chửi xong xuôi cái đàng hoàng, cái chửi cái thành chó luôn nè. À, hỏi gì chứ khán giả buồn không, khán giả buồn không, khán giả nếu mà gặp giống như là bà chắc cà đao này buồn không khán giả, YouTube gì mà chửi gì kỳ quá à, YouTube ai chửi khán giả, trời đất cười, YouTube lên là phải đem niềm vui đến cho khán giả, để cho khán giả mới đến với mình. Đến với mình thì mình hả mới có tiền, đúng không? Đến với mình không mà chưa có phải đến với mình mà mình có tiền, nó có hai cái hướng lận, một hướng tốt và một hướng xấu. Người ta đến với mình có tiền bằng một cách thương yêu, người ta đến với mình có tiền bằng một cách người ta coi thường mình. Thì bây giờ làm YouTube làm sao đi chứ, làm sao mà cứ chửi khán giả hoài à, chửi khán giả, chửi phụ nữ, chửi sao cũng còn vẫn còn chửi gì, tại sao chửi bà chắc cà đao là chó. Bây giờ nói nghe nè, nếu là con á thì là phù thủy với lại gì bà chắc cà đao với lại hả anh thầy pháp giống nhau, tại biết sao đúng không, tại vì chửi bà chắc cà đao là chó hùa theo hả bên bên kênh Nhi này kia là Diễn Nhi cũng là chó luôn, vậy là có nghĩa là có đi mò vô để nghe phải không, mà nghe được chó nói thì mình là cái gì vậy ta, nếu mà mình nghe được chó nói thì mình cũng là chó rồi đúng không, sao không tự giả mặt cho mình, tự mình giả vào mặt mình phải không, tự mình lấy cái tay mà mình giả vào mặt mình, khỏi cần mà chắc cà đao giả, khỏi cần khán giả giả, vậy chứ nói lời tốt đẹp hơn tí xíu không được hay sao mà phải chửi người ta là chó này chó nọ, biết nghe tiếng của chó nói vậy mình là chó mình mới biết nghe chó nói đúng không, còn nếu nghĩ khán giả là người thì mình là người, mà hãy khán giả là chó thì mình cũng là chó, mà chó mà làm người YouTube thì nó đâu có giống ai đâu, nó kỳ lắm đó. Thành ra bây giờ bấy lời đó hả là bà chắc cà đao lên nói là thôi anh thầy pháp á, đừng có giận dỗi nữa, đừng có chửi bà chắc cà đao chó nữa, tại vì hả chửi bà chắc cà đao làm sao thì anh thầy pháp y chang như vậy hết á. Còn bây giờ nói về vấn đề chuyện sẵn ở đây một công cũng hai việc, tại vì hả bà hởm á, bà chắc cà đao nghe nói á, là anh thầy pháp nói là bây giờ kêu đích danh Phượng luôn á, thì nói chung á, là theo cái chính kiến của bà chắc cà đao suy nghĩ thôi nha, chứ mình cũng không có cái hân hạnh cái vinh dự để gặp được Phượng Kali, tại vì kênh Phượng Kali lớn quá, nổi tiếng quá, làm việc thiện nhiều quá, cho nên không có rảnh rỗi để nói chuyện với bà chắc cà đao này đâu. Chỉ có Yến Nhi là người nói thẳng, nói thật, nói đúng sự thật, nói hả với những người mà có thật, việc thật và người thật, cho nên bà chắc cà đao cố tìm tòi đến Yến Nhi để mà xin ké vô, tại vì cái này hả là bà chắc cà đao đi tìm, cái này là khán giả tìm YouTube chứ không phải YouTube tìm đi tìm khán giả, cho nên là nói chuyện phải thận trọng tí xíu. Nên cả khán giả nếu mà gọi là YouTube mà đi mướn khán giả không có tiền mướn nổi đâu, nói thiệt không bao giờ có tiền mướn nổi, mà khán giả mà đi tìm YouTube nói chuyện á có nghĩa là khán giả tin tưởng cái YouTube đó dữ lắm, khán giả mới đi tìm đến cái YouTube đó để mà gửi lời tâm sự, gửi lời đến cộng đồng mạng chẳng hạn, ví dụ như nói như vậy. Rồi bây giờ nói đích danh của Phượng, rồi theo chính kiến của bà chắc cà đao thì thấy á, Phượng á, thay vì lên đính chính nói cũng được, mà vừa rồi cái vụ Alex không á, mà Phượng lên nói là đã nói là Phượng sân si rồi, thì nếu mà đến nói đến cái vấn đề này nữa, nếu mà
mà thật sự Phượng không có ăn chặn từ thiện mà lại cứ vu khống nói Phượng như vậy hoài, rồi Phượng nóng lên, Phượng giận lên giống như là anh thầy Pháp như vậy đó, rồi cái giận lên cái chửi như vậy đó, rồi còn cái gì là cái YouTube của người làm việc thiện nữa, cũng tội nghiệp cho người ta. Thôi kệ, thông cảm đi chứ thấy hả, Phượng chắc không lên nói được đâu, tại vì Phượng lên Phượng nói Phượng sợ không kiềm chế được rồi Phượng bị mang tiếng là sân si chửi khán giả nữa, cho nên đây nè bà chắc cà rau chỉ cho cái cách của anh thầy Pháp. Anh thầy Pháp muốn biết có ăn chặn hay không, có mở công ty ăn từ thiện hay không á, mình đi vô cái gì đó, cái gì mà mình bấm vô cái nếu mà thấy người ta ăn chặn á, đi thưa đi kiện lẹ lẹ đi để cho bà chắc cà đau coi coi Phượng có ăn chặn không, chứ bà chắc cà đau cũng nôn nao khó chịu muốn chết luôn vậy đó hà, cứ nói ăn chặn hoài mà không chịu đi thưa đi kiện, đi đi thưa đi kiện lẹ lẹ đi cho Phượng đi hầu. Còn những mạnh thường quân mà có đóng góp cho Phượng thì để cho những người mạnh thường quân mà bị bà Phượng lường gạt cái là ăn chặn lên tiếng nó hay hơn. Mình á không có đụng chạm gì hết, không dính líu gì hết, mình nói vậy chi, nếu mà thật sự như vậy á thì mình đi thưa đi, còn nếu không phải thật sự mà thiện như vậy là mình vu khống người ta đúng không, sống bên đất nước Mỹ á không được hả hăm dọa và không được vu khống. Bà chắc cà đau không hiểu nhiều chứ cũng hiểu chút đỉnh đó, còn thấy không, còn Nhi nè, Nhi nói về việc từ thiện ăn chặn, Nhi nói lên rõ ràng bằng chứng cụ thể tên người nào và người nào, Nhi nói hết chứ Nhi đâu có phải mà nói mà không có sách mà mắt không có chứng đâu đúng không, anh Nhật cũng có bằng chứng nè đúng không, rồi Toàn cũng có bằng chứng nè đó, rồi xong xuôi rồi cái vấn đề anh Lộc cũng vậy luôn nữa, anh Lộc cũng mười mấy ngàn cũng kêu họp hằng đồ với lại những khán những người mạnh thường quân này kia lại để trả tiền lại nè, cũng có bằng chứng rõ ràng đúng không, Nhi nói cái gì cũng có bằng chứng hết đó, chỉ cần hả là hằng đưa ra cái rồi xích gì đó mà hả bà chắc cà đau không có rành thì đưa ra đi, thì coi như hả là mình là nhân vật nổi tiếng luôn, không ai dám đụng tới mình luôn, tại vì đó là cái minh bạch, sống bên Mỹ là phải minh bạch, không có qua mặt được đất nước Mỹ đâu, không có qua mặt được những người mà hả xung quanh đâu, những người mà người ta cũng giống như mình, không phải là người ta không biết mà ta chẳng qua người ta không nói, tại vì người mà có người dày có người khác, có người thẳng có người ngay, có người thật có người dối trá, còn 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 Yến Nhi á nó thấy sao nó vậy à, nó trung thực nó thẳng thắn cho nên nó nói ra hả dù nó bị đập kênh nó hay là bị này nọ đi chăng nữa hả nó cũng không buồn nữa, tại vì nó vì mọi người, nó vì mạnh thường quân, nó đã không có muốn mọi người bị gạt, nó không có muốn tất cả những mạnh thường quân có lòng tốt bị gạt, thành ra nó nói. Còn nếu mà thật sự mà hằng hả mà minh bạch này nọ thì là Nhi nói tốt cho hằng rồi, đưa hằng lên rồi đúng không, chứ đâu phải nói xấu hằng đâu, cái gì cũng vậy trơn đó, mình minh bạch mình đàng hoàng không ai dám nói mình hết đó, mà người ta mà nói mình đó, mà mình minh bạch thì mình cái việc mình lên mình còn sáng chói dữ nữa đúng không, còn nếu mà thật sự mình không minh bạch thì có nhà nước giải quyết, mà cộng đồng mạng hả người ta nhận xét đúng không, nãy giờ các bà chắc cà rau nói vậy đúng không vậy anh thầy Pháp đó, thôi thì hả dài dòng gửi đến anh thầy Pháp, anh thầy Pháp ơi ơi anh thầy Pháp ơi anh thầy Pháp đừng có chửi hả bà chắc cà đau nữa nha, anh thầy Pháp mà chửi bà chắc cà đau nữa hả là bà chắc cà đau giận á, giận nữa hả, giận rồi xong xuôi là nói nữa đó, thôi thôi tạm biệt nha. À, Nhi ơi thôi chị tới đây thôi nha cưng, nãy giờ chị nói cũng được cái hả hơi nhiều nhưng mà mình nói được ba người, một người hả là anh thầy Pháp, một người hả là Hăng, một người là anh Lộc, một người là Nhi, một người là Phượng, 5 người nha, đó bà chắc cà đau để nói rõ ràng hết nha, thì thôi nếu như mà có ai mà nghe mà cảm thấy mà giống như bà chắc cà đau này nói không đúng á thì ý kiến góp ý giùm đi cho có ý Nhi nói lại giùm cho bà chắc cà đau nghe để bà chắc cà đau sửa đổi, còn nếu như mà đúng á, thì like cho Yến Nhi nha, để cho hả
Mỹ Nhi có động lực, Mỹ Nhi còn còn tiếp tục nữa để mà tìm kiếm được những người mà gọi là từ thiện mà giống như là ăn chặn đó, để cho mọi người biết ha. Thôi bà chắc ở đâu, bye bye nha. Thì hồi nãy mới vô bà chắc ở đâu á hả, là có chào khán giả thân thương hết trơn luôn rồi đó bà, bây giờ muốn chào nữa. Tại biết sao đúng không, bà chắc ở đâu này thương khán giả lắm, tại bà chắc cà đau này là khán giả mà, thành ra phải thương khán giả đúng không. Rồi thôi Yến Nhi, bye bye đi Yến Nhi. Dạ, bye bye chị. Chúc chúc Yến Nhi hả làm càng ngày hả kêu bằng thành công trên mọi lĩnh vực nha, rồi làm được những việc gì tốt cho xã hội nha. Rồi có gì á hả thì bà chắc cà đau mà thấy mà ai mà nói gì nữa thì bà chắc cà đau sẽ nói tiếp nữa. Bye bye Yến Nhi nha, bye bye, bye bye tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt. Xin chúc tất cả mọi người được bình an, mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào nha. Ngày cuối tuần á hả, một buổi sáng thảnh thơi nè, đi uống cà phê nè, ăn điểm tâm đồ này kia nha, gặp bạn gặp bè rồi nha. Thôi bye bye khán giả, bye bye cộng đồng mạng nha. Thôi bà chắc à đau xin tạm biệt. Bye bye chị Đại Thôi chị nha. cũng Chúc chị Đại mạnh khỏe nha chị Đại. Cảm ơn chị nhiều. Thôi thôi chị cũng cảm ơn Nhi nhiều lắm á. Nhi cũng phải bỏ công sức ra, Nhi cũng phải bỏ thời gian ra để mà nghe chị nói. Thì thôi á hả, chị cảm ơn Nhi nha không? Dạ, cảm Đó. ơn chị. Mình làm gì làm chứ mình sống phải có tình có nghĩa, sống phải có trước có sau đúng không? Chứ mà sống mà cứ hở ra chửi, hở ra này nọ, hỏi gì chứ sống làm người kỳ lắm, để làm con đi. Đúng không Nhi? Dạ. Rồi. Mình sống làm người sao phần người mình cho nhiều chút, chứ phần con nhiều hơn phần người là không có được rồi Đúng đúng không chị? rồi. Đúng rồi, đó. Đã là ông trời đang là chọn lựa rồi, lựa người rồi, bớt con ra rồi thì cũng phải sống làm sao đi, chứ đừng có cái phần con nó nhiều quá rồi phần người nó ít quá, nó uổng làm kiếp con người lắm. Thành ra thôi cố gắng đi, mà nói cái gì cho nó vui vẻ, cho nó trọn vẹn đi đúng không, mà nói gì với hả cho nó hay, để cho khán giả mà còn mến mộ mình. Người ta nói cửa là cọp chết để da, người ta chết để tiếng, thì YouTube cũng phải để cái tiếng lại, cái tiếng nó phải như thế nào chứ đúng không. Mà bên con Hằng á, nếu mà bên Hằng á thì bây giờ á mình đi hỏi Hằng cái bằng chứng, cái receipt á, tiền bạc như thế nào mình đem lên cho người ta coi, xong rồi mới bên cũng chưa có muộn đúng không chị? Đúng rồi đó, không lẽ những người mà làm từ thiện nghe nói đến từ thiện làm như bị dính tới hay sao, giật mình, có tật giật mình hay sao mà dậy nảy lên dữ gì không hiểu nữa đúng không. Dạ. Thấy toàn là người muốn làm việc làm chuyện từ thiện lên binh không à, rồi cái chửi không à. Đúng rồi, bên mà bên chửi không, bằng chứng thì không đưa ra cho khán giả, các mạnh thường quân cộng đồng mạng xem mà cứ chửi người ta không à. Ngộ quá ha. Cái này có tật giật mình hay sao rồi? Đó, hãy nói đến từ thiện cái những người từ thiện lên tiếng không à, thấy mấy người bình thường đó ai lên tiếng đâu, Dạ. toàn là những người làm từ thiện lên tiếng không à, mới lạ vậy đó nè. Cái anh thầy Pháp cũng lên tiếng nè, anh Lộc bây giờ đang kêu từ thiện cũng lên tiếng nè đúng không. Bà chắc cà đau coi không có hết mà thấy giờ trước mắt hai người vậy rồi, sao kỳ vậy, sao những kênh khác không lên tiếng mà hai kênh này đang làm từ thiện cứ lên tiếng, sao kỳ ngộ quá không hiểu luôn á. Chị chào Yến Nhi, chúc cho gia đình Yến Nhi được vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn. Yến Nhi làm cái công việc gì cũng thành công trên mọi lĩnh vực luôn nha Yến Nhi. Dạ em cảm ơn chị. Em làm việc tốt thì hả chị cũng cầu mong em có sức khỏe để em làm việc tốt. Còn ai mà chửi bới, thích chửi bới thì lúc nào cũng có, thường thường ta nói gieo gió gặt bão, thường thường là như vậy đó. Làm cái gì cũng phải có hậu quả hết. Hễ mà hễ mình làm người tốt thì mình gặp chuyện tốt, mình làm người xấu thì mình gặp chuyện xấu, đó là quy luật rồi đúng không. Dạ đúng Thôi chị. bây giờ thôi chị nói vậy á thì mất công người ta nói bà chắc cà đau bà đặt lên dạy đời này nọ, thật sự không phải đâu. Tại vì trải qua một một cái cơn dịch đó rồi á, mình kiểm nghiệm lại, mình thấy cuộc đời này nó mong manh lắm, đời nó vô thường lắm, thương nhau không hết, đừng có việc vấn đề gì không đáng mà chửi với nhau như vậy, nó kỳ lắm. Chó với chó nó sủa với nhau thì người ta nói tại mày là chó mày phải sủa,
còn người với người mà đi chửi với nhau còn ra cái thể thống gì nữa, đúng không? Thôi thôi bà chắc là đau tới đây thôi, chứ nãy giờ hả nói vậy mà không biết khán giả có vui lòng có hài lòng hay không nữa. Nếu có gì sai sót bỏ qua cho bà chắc cà đau nha. Một lần nữa xin chào tất cả cộng đồng mạng, tất cả quý cô chú cô bác anh chị em các cháu các bạn đồng trang lứa với mình nghe. Nói chung là chào tất cả mọi người bình an và hạnh phúc, sức khỏe thật là nhiều nha. Dạ em cảm ơn chị Đại rất là nhiều nha, cũng chúc chị nha, gia đình chị nhiều sức khỏe nha. Rồi, chị cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Bye bye Nhi nha. Bye bye chị. Xin chân thành cảm ơn các anh chị cô chú bác rất là nhiều đã nghe hết cái video clip của chị khán giả chia sẻ. Xin thành cảm ơn các anh chị cô chú bác. Dồi dào sức khỏe nha, đã cho những cái like xin và những cái subscribe dễ thương. Thank you. Em bye bye.